Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023 và mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Sáng ngày 16 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trà Vinh tổ chức viếng đền thờ Bác và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Trong không khí trang nghiêm tại đền thờ Bác Hồ, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Trà Vinh, cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì cha già kính yêu của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn dành trọn lòng thành kính sâu sắc và đang tiếp tục ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thực hiện phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, hành động sáng tạo, đột phá, phát triển để đưa kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng đi lên cũng như nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến đặt vòng hoa thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đoàn cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của những người con đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh giành lấy hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho quê hương Trà Vinh. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu đưa tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển.